Xin chào, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với mình cập nhật những tin tức của ngày hôm nay mùng 9 tháng 8 nhé. Một tin tức cực hot và không thể bỏ qua trong ngày hôm nay mùng 9 tháng 8 đó chính là tối ngày hôm qua thì Hoàng Tulliver đã bất ngờ cầu hôn với nữ ca sĩ Tóc Tiên trước sự chứng kiến của rất nhiều bạn bè thân thiết. Và trước đó thì đã từng có thông tin là cả hai đã đường ai nấy đi. Vậy nên là thông tin này đã khiến cho rất nhiều người không khỏi bất ngờ. Ca sĩ Tóc Tiên vốn là người khá kín tiếng trong chuyện đời tư và đặc biệt là chuyện tình cảm. Trước đó thì chuyện tình cảm với Hoàng Tulliver cũng không hề được công khai hay là được Tóc Tiên xác nhận, cho đến khi mà khán giả và người hâm mộ thường xuyên thấy họ dính lấy nhau như hình với bóng thì tin đồn đó mới được khẳng định. Và sau một khoảng thời gian thì Hoàng Tulliver và Tóc Tiên họ không còn thường xuyên xuất hiện cùng nhau đã làm dấy lên một thông tin là cả hai đã chia tay. Và cùng với đó là việc Tóc Tiên thường xuyên chia sẻ những dòng trạng thái đầy tâm trạng trên trang cá nhân của mình. Ngay sau đó thì Hoàng Tulliver cũng bất ngờ xác nhận về mối quan hệ của họ đã tan vỡ, nhưng mà anh vẫn khẳng định rằng cả hai vẫn là những người bạn thân thiết. Và buổi tối ngày hôm qua mùng 8 tháng 8 tại một buổi tiệc có sự góp mặt của rất nhiều bạn bè thân thiết thì Hoàng Tulliver đã bất ngờ quỳ gối và cầu hôn ca sĩ Tóc Tiên. Trong bức hình thì có thể thấy là nữ ca sĩ đã cười rất là hạnh phúc, và có lẽ là sau màn cầu hôn đầy lãng mạn này thì cả hai sẽ sớm chính thức xác nhận chuyện tình cảm này và cũng như là sớm về chung một nhà trong tương lai không xa. Hy vọng là như vậy. Sau rất nhiều lần lỡ hẹn thì tàu cao tốc trên cao chạy tuyến Cát Linh - Hà Đông ngày hôm nay thì đã chính thức đi vào chạy thử. Và sáng ngày hôm nay mùng 9 tháng 8 thì chỉ sau 15 phút lăn bánh thì đoàn tàu đã ngay lập tức lao vun vút trên đường ray và đi qua rất nhiều tuyến đường tại thủ đô Hà Nội. Vào đúng 8 giờ 30 sáng ngày hôm nay mùng 9 tháng 8 thì đoàn tàu đường sắt trên cao mang số hiệu HN00304 đã di chuyển từ ga Cát Linh tới ga Yên Nghĩa. Và được biết đây là hoạt động chạy thử toàn tuyến của tuyến đầu cao tốc này để kiểm tra công tác vận hành trước khi mà đưa vào chạy chính thức trong thời gian tới. Nhìn đoàn tàu màu xanh lá cây lao vun vút ở trên đường sắt đi qua rất nhiều tuyến đường lớn, không gian bên trong của tàu thì được thiết kế hiện đại. Rất nhiều người đã kỳ vọng rằng đây sẽ là một phương tiện công cộng chủ lực của thủ đô Hà Nội trong tương lai gần. Những hình ảnh bên trong đoàn tàu với thiết kế nội thất hiện đại và tiện nghi cũng làm cho nhiều người dân cảm thấy vô cùng thích thú. Và theo như đoạn clip này ghi nhận thì bên trong đoàn tàu được bố trí dãy ghế ngồi dọc hai bên, có nhiều tay nắm dành cho khách đứng. Trong toa tàu rộng rãi, thoáng đãng và có rất nhiều cửa sổ lớn. Màu sắc chủ đạo là xanh lá cây, trắng và vàng. Ngoài ra thì mỗi toa tàu đều được ngăn cách bằng cửa kính trong suốt, giống hệt như tàu cao tốc của rất nhiều nước trên thế giới. Được biết dự án thì có 13 đoàn tàu, mỗi đoàn tàu gồm 4 toa và thời gian khai thác là từ 3 đến 5 phút mỗi chuyến. Tốc độ thiết kế tối đa là 80 km/h và tốc độ khai thác bình quân là 35 km/h, và dự kiến là tàu sẽ chạy thử và không tải hành khách trong thời gian từ 3 đến 6 tháng để căn chỉnh tổng hợp. Tùy thuộc vào kết quả chạy thử, cơ quan chức năng sẽ quyết định thời điểm đưa tàu vào khai thác thương mại. Một vụ việc đang gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua, do mâu thuẫn làm ăn nên hôm 26 tháng 7 vừa qua, một nhóm đối tượng gồm gần 100 người đã mang theo rất nhiều hung khí và dàn trận để quyết chiến ngay trong đêm. Và ngay sau khi tiếp nhận được thông tin này thì phía cơ quan công an đã bắt giữ được các đối tượng này ngay tại trận. Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26 tháng 7 vừa qua, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc phát hiện ra một nhóm rất nhiều đối tượng đã mang theo vũ khí như là dao tự chế, tuyếp sắt gắn dao nhọn đã tụ tập tại đường Nguyễn Khoái thuộc phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội, gây mất trật tự an ninh. Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các quận dọc theo tuyến đường di chuyển của nhóm côn đồ này để tổ chức trấn áp cũng như là bắt giữ ngay các đối tượng. Qua quá trình điều tra thì công an thành phố Hà Nội đã xác định do mâu thuẫn từ trước giữa Dương Triệu Minh sinh năm 1983 và Trần Đức Minh sinh năm 1983. Vào ngày 26 tháng 7 vừa qua thì Mai Đức Thịnh và đối tượng có tên Tẹt hiện tại vẫn chưa rõ nhân thân đã gọi điện cho Bùi Văn Duy và Nguyễn Thành Luân để tập hợp người đi đánh nhóm côn đồ của Trần Đức Minh tại khu vực Cầu Giấy, Hà Nội. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày thì tại một quán ở khu vực Vĩnh Tuy đã có khoảng hơn 50 đối tượng tập trung tại đây, và tại đây thì chúng đã tập hợp thành một nhóm có khoảng 40 đối tượng đi xe máy, còn lại là đi ô tô tải và chở theo rất nhiều hung khí như là dao, đao, kiếm, dao bầu, tuyếp sắt và dao nhọn. Phía cơ quan điều tra cũng đã xác nhận đây chính là ổ nhóm các đối tượng chuyên hoạt động kinh doanh tài chính, vay mượn tín dụng tự do với lãi suất cao và cung cấp nhân viên nữ cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm, tiềm ẩn rất nhiều vi phạm về tệ nạn xã hội. Những ngày vừa qua thì thông tin về thương vụ siêu sim 23 tỷ đồng đang gây xôn xao mạng xã hội, và chiếc sim có tên là Thất Quý Cửu Đỉnh Thiên Vương đến từ nhà mạng Mobifone này đã được chủ nhân mới của nó tiết lộ rằng sẽ không sang nhượng thêm một lần nào nữa cho dù là với bất kỳ một mức giá nào.
Chủ nhân mới của siêu SIM 23 tỷ đồng chính là ông Thái Minh Phương, một doanh nhân nổi tiếng với 20 năm kinh doanh SIM số đẹp cho hay. Vào ngày 6 tháng 8 vừa qua, cũng là cơ duyên may mắn giúp ông đã mua được chiếc SIM có tên là Thất Quý Cửu Đỉnh Thiên Vương, số SIM là 090-999-9999. Trước đó thì chiếc SIM này đã trải qua 4 đời chủ và cuối cùng thì chiếc SIM đã thuộc về ông Mạnh Tài, một doanh nhân. Và sau đàm phán giữa hai bên thì chiếc siêu SIM này đã được nhượng lại cho ông Phương với mức giá là 23 tỷ đồng. Giao dịch sang tên SIM số đẹp này thì đã được diễn ra tại một cửa hàng Mobifone thuộc quận 1 thành phố Hồ Chí Minh. Nói thêm về siêu SIM giá khủng đang gây bão này thì ông Minh Phương cho hay ông chưa có ý định chia tay với chiếc SIM mới về tay được 3 hôm này dù có bất kỳ một đề xuất về mức giá chuyển nhượng nào. Với ông thì chiếc SIM Thất Quý Cửu Đỉnh Thiên Vương này không chỉ mang ý nghĩa là mang lại hưng vượng mà còn mang ý nghĩa trường tồn và vĩnh cửu. Đó là một trong những chiếc SIM điện thoại mà ông rất kỳ công và mất rất nhiều thời gian và công sức để theo đuổi và có được. Được biết thì hiện nay chiếc SIM số 090-999-9999 này sẽ được ông sử dụng làm hotline thương hiệu của mình. Và vừa rồi cũng là những tin tức nổi bật có trong ngày hôm nay gặp nhau cuối ngày 9 tháng 8 mà mình muốn mang đến cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.